Năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Tâm Đường được thành lập trên cơ sở từ phòng khám đông y gia truyền 6 đời của dòng họ Nguyễn. Với mục tiêu hướng đến là mang sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc tới mọi người, mọi nhà. Và phương châm Nam Dược trị Nam Nhân, người Nam dùng thuốc Nam. Công ty đã nỗ lực và không ngừng nghiên cứu cho ra đời các loại sản phẩm mới có hiệu quả cao về sức khỏe và mang đến sự hài lòng cho khách hàng. 4 năm thành lập và đi vào hoạt động, chặng đường ban đầu với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với quyết tâm và bản lĩnh thời hội nhập, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Tâm Đường đã dần khẳng định là một doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm dược liệu. Không chỉ đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng mà công ty còn tạo việc làm, thu nhập cho nhiều hộ gia đình khu vực nông thôn thông qua hoạt động liên kết phát triển cây dược liệu. Nhằm kết nối quy hoạch các vùng cung cấp nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, công ty Nhất Tâm Đường đã thúc đẩy nghiên cứu và triển khai thành công dự án trồng cây dược liệu tại Tuyên Quang. Khi mới thành lập, nguyên liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm dược liệu của công ty được nhập từ một số tỉnh lân cận. Nhận thấy Tuyên Quang là tỉnh có tiềm năng thế mạnh về đất đai, nguồn lao động, khí hậu thuận lợi cho cây trồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Tâm Đường đã hợp tác với bà con nông dân ở huyện Sơn Dương đưa cây cà gai leo vào trồng, áp dụng công nghệ sạch. Dự án này đã mang lại cho Nhất Tâm Đường chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, ổn định về số lượng và kiểm soát được chất lượng, đồng thời tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn. Gia đình bà Phạm Thị Hường, thôn Thái Thịnh, xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương là một số hộ gia đình đầu tiên trong xã mạnh dạn đưa cây cà gai leo vào trồng trên diện tích 2 sào đất. Trước đây, vùng đất này được bà trồng các loại cây màu nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Sau hơn một năm trồng cây cà gai leo theo hình thức liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Tâm Đường, đến nay giá trị kinh tế từ trồng cây dược liệu đã gấp 3 lần so với trước đây. Tôi cũng thấy là hiệu quả kinh tế cây cà gai này nó rất tốt, rất hiệu quả. Và so với cây ngô chúng tôi hàng năm trồng ấy là nó cũng gấp 3 lần. Hiệu quả kinh tế nó tốt thì chúng tôi vẫn cứ làm. Ở xã Sầm Dương đã phát triển lên 5 hecta diện tích trồng cây cà gai leo. Năm 2018, toàn xã đã thu được khoảng 160 tấn cà gai leo khô, doanh thu đạt gần 270 triệu đồng trên hecta một năm. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mà cây dược liệu này mang lại, xã Sầm Dương đã tính toán và lựa chọn hướng trồng cây dược liệu làm hướng đi mới trong phát triển kinh tế của xã. Ở Sầm Dương hiện nay đã quy hoạch được 20 hecta diện tích trồng cây dược liệu. Khi tham gia liên kết với doanh nghiệp, các hộ trồng cây dược liệu được hướng dẫn tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Và điều quan trọng hơn, việc trồng cây dược liệu sạch đã làm thay đổi tập quán canh tác của người dân và tạo ra vùng trồng cây nguyên liệu có chất lượng, an toàn và hiệu quả. Sau một năm 2018, bà con nhân dân thu hoạch, tính bình quân trên địa bàn cả xã là thu hoạch là 10 triệu 800 nghìn trên cái đơn vị diện tích là một sào Bắc Bộ, thì tương đương với lại 296 triệu một hecta. Công ty Nhất Tâm Đường cùng với chúng tôi là đến trao đổi tập huấn kỹ thuật rồi này. Đấy, bà con dân thực hiện thì quá trình kiểm tra, giám sát cái việc mà ta trồng chăm sóc là rất chặt chẽ và hợp đồng thu mua với từng hộ. Đấy, sau khi mà bà con dân về thu hoạch, băm phơi khô, đấy gọi sơ chế phơi khô thì công ty xuống tận nơi, đấy, cân và thanh toán tiền cho bà con nhân dân. Hiện nay, Nhất Tâm Đường đã xây dựng được vùng trồng cây dược liệu với diện tích gần 30 hectare tại xã Văn Phú, Hợp Hòa và xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương. Với mỗi vùng nguyên liệu, công ty Nhất Tâm Đường luôn hợp tác và cam kết chặt chẽ với người nông dân từ quy trình lựa chọn giống, trồng cho đến thu hoạch, sơ chế để người dân yên tâm phát triển trồng cây dược liệu và coi đây là cây làm giàu. Thực tế cũng đã chứng minh tại hai xã này, người nông dân đã có mức thu nhập gần 270 triệu đồng trên một hecta một năm. Ưu điểm của cây dược liệu cà gai leo là qua vụ đầu tiên, người dân không phải đầu tư mua giống mới về trồng lại, mà phần gốc sẽ tiếp tục nảy mầm và phát triển. Thông thường mỗi năm sẽ cho thu được 3 vụ và 3 năm sau mới phải thay thế bằng giống cây trồng mới. Tôi thì đăng ký là 0,5 ha. Thế trồng từ năm 2018 đến bây giờ thì gia đình cũng bán được 3 lần rồi. Bán cho công ty được 3 lần rồi. Cái hiệu quả kinh tế thì tôi thấy là nó hơn hẳn so với tất cả mọi cây trồng mà trước kia gia đình tôi đã canh tác.
cái mong muốn của tôi và cũng như là nhân dân của Văn Phú là cũng rất mong muốn rằng công ty Nhất Tâm Đường ngày càng phát triển và cũng hợp tác với dân của Văn Phú để cho cái nền kinh tế của xã nhà nó được phát triển hơn. Phát triển việc trồng và khai thác dược liệu không chỉ tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập cho người dân, mà từ những nguồn dược liệu ổn định, chất lượng và an toàn, công ty Nhất Tâm Đường đã tạo ra các sản phẩm chất lượng có hiệu quả điều trị cao, được xã hội tin dùng. Với vùng nguyên liệu này, hiện Nhất Tâm Đường đã chủ động được 70% nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. Từ mô hình trồng cây dược liệu cà gai leo đã khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Việc liên kết giữa doanh nghiệp với người nông dân là giải pháp phát triển kinh tế phù hợp với xu thế hiện nay. Thực hiện ở 3 thôn với 28 hộ thì cái kết quả phải nói là đem lại cái lợi ích kinh tế rất là lớn so với các cái cây trồng khác. Thế thì đối với địa xã thì cũng đang muốn là cái việc mà liên kết giữa Ủy ban nhân xã làm việc với doanh nghiệp và các cái hộ nông dân trên địa bàn xã là nó chặt chẽ và được bao tiêu sản phẩm lâu dài cho người nông dân. Vì cái cây này nó đem lại lợi ích kinh tế, nguồn lợi kinh tế lớn hơn tất cả các cây trồng khác. Theo số liệu thống kê, trong ngành sản xuất thuốc Việt Nam, thuốc hóa dược nhập khẩu đến 90% nguyên liệu ở nước ngoài, thuốc dược liệu sử dụng đến 70% nguyên liệu nước ngoài. Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá là nước có lợi thế để phát triển cây dược liệu. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Và chỉ đạo phát triển cây dược liệu tại một số tỉnh, thành phố có lợi thế. Cùng với doanh nghiệp trong nước, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Tâm Đường Tuyên Quang đã tiên phong trong sản xuất các sản phẩm dược liệu để góp phần vào sự phát triển bền vững của nền y học cổ truyền nước nhà. Trong chiến lược phát triển của mình, công ty Nhất Tâm Đường tiếp tục xây dựng vùng dược liệu sạch, không chỉ đem lại lợi nhuận cho người dân, doanh nghiệp, mà còn nâng cao giá trị cũng như bảo tồn những giống cây dược liệu quý của Việt Nam. Và cũng từ suy nghĩ đó, với mong muốn những sản phẩm tốt nhất mà công ty Nhất Tâm Đường bào chế sẽ phục vụ cho người dân nói chung và chính những người nông dân đang một nắng hai sương, đang cùng với Nhất Tâm Đường để xây dựng vùng nguyên liệu. Chính vì vậy mà trong thời gian tới, công ty sẽ phối hợp với hộ nông dân trong tỉnh chuyển giao kỹ thuật, trồng thêm nhiều giống cây dược liệu mới, ký kết cung ứng và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình dựa trên việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Công ty Nhất Tâm Đường lựa chọn một cái vùng thổ nhưỡng, vùng đất, vùng khí hậu có điều kiện canh tác tốt. Khi công ty đến hợp tác và triển khai về trồng cây dược liệu thì họ rất là ủng hộ. Và cho đến bây giờ thì công ty đã có đến gần 30 ha ở hai xã, xã Văn Phú và xã Sầm Dương ở huyện Sơn Dương. Thế và công ty chịu trách nhiệm là bao tiêu sản phẩm. Bao tiêu là bao tiêu 100% cái dược liệu mà họ sản xuất ra từ cánh đồng ấy. Với sự mạnh dạn, sáng tạo và hướng đi phù hợp, Nhất Tâm Đường đã làm nên thương hiệu trong ngành đông dược Việt Nam bằng chính việc sản xuất ra nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe của người dân. Trong giai đoạn 1, công ty đã đầu tư trên 4 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị hiện đại, theo công nghệ của Đài Loan, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của công ty. Từ một vài sản phẩm ban đầu, đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Tâm Đường đã sản xuất được 15 sản phẩm các loại và được đông đảo khách hàng tin dùng, như sản phẩm thiên cải hoàn dùng để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não, chấn tâm hoàn dùng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị xơ vữa động mạch vành, nhồi máu cơ tim, hạ mỡ máu, mỡ gan, làm sạch lòng mạch máu. Thông tâm hoàn dùng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tăng sinh tuyến tiền liệt, u nang, u xơ tử cung và các loại u bướu khác. Độc hoạt tăng ký sinh hoàn dùng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, phong thấp, thấp khớp cấp và mãn tính. Ngoài ra là các sản phẩm khác như dương hoàn, bình vi hoàn, chỉ khái hòa, trà bình can cũng mang lại những hiệu quả cao trong việc chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng. Các sản phẩm này đều đã được Bộ Y tế kiểm định, đánh giá chất lượng và cấp phép. Năm 2018, sản phẩm của công ty đã có mặt ở thị trường nước ngoài là Nga và Nhật Bản. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, không chỉ ấn định tiêu chuẩn dược liệu cho riêng Nhất Tâm Đường, mà còn tạo ra những sản phẩm có vị thế xứng đáng trên thị trường dược liệu Việt Nam,
khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu phát triển dược liệu theo hướng bền vững, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, tạo thêm giá trị Việt trên từng sản phẩm. Với cái tiêu chí là để phục vụ cho bà con tỉnh nhà, thì công ty trước tiên nói là đi sâu vào vấn đề trồng, cấy trồng dược liệu. Để cái thứ nhất là để tạo công ăn cho việc làm cho bà con. Và cái thứ hai nữa là có nguồn dược liệu đảm bảo, an toàn và rõ nguồn gốc để xây dựng nên những sản phẩm và chăm sóc lại cho sức khỏe cho bà con nhân dân. Với quan điểm phát triển, lấy khoa học công nghệ làm trung tâm, lấy thị trường để định hướng, lấy tăng trưởng làm động lực, lấy chất lượng để cam kết với khách hàng, Nhất Tâm Đường sẽ thực hiện các giải pháp đồng bộ như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, đổi mới mô hình quản lý công ty cho phù hợp với quy mô và tình hình hội nhập, tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ dược liệu, đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại để đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường trong nước và thế giới, đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập được với nền kinh tế quốc tế và khu vực, đảm bảo phát triển bền vững, tạo dựng niềm tin và uy tín cho doanh nghiệp thông qua việc sản xuất các sản phẩm dược liệu chất lượng, tạo dựng được niềm tin và uy tín của doanh nghiệp thông qua việc sản xuất các sản phẩm dược liệu chất lượng, đảm bảo an toàn cho khách hàng. Là một công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì chúng tôi luôn luôn ưu tiên hàng đầu là an toàn vệ sinh thực phẩm và tuân theo quy trình kỹ thuật để sản xuất ra những sản phẩm thực phẩm tốt nhất để bảo vệ sức khỏe con người. 4 năm có mặt tại thị trường Tuyên Quang, với những nỗ lực không ngừng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhất Tâm Đường đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý. Năm 2015, Ban tổ chức giải thưởng Thương hiệu Vàng Việt Nam đã quyết định công nhận sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Tâm Đường đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng vàng. Cá nhân giám đốc công ty được vinh danh Bản lĩnh doanh nhân thời hội nhập. Năm 2019, Nhất Tâm Đường được Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao tặng danh hiệu Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng. Bốn năm, một hành trình và Nhất Tâm Đường đã thoát ra khỏi lợi ích của một doanh nghiệp đơn thuần để thực hiện trách nhiệm chung, khai thác nguồn lợi của địa phương, góp phần phát triển một ngành kinh tế, đưa hàng Việt đến với người Việt và hướng tới xuất khẩu, đem lại việc làm và thu nhập cho nhiều hộ nông dân nghèo. Việc gắn thương hiệu Nhất Tâm Đường với hình ảnh những vùng nguyên liệu sạch là một hướng tiếp cận đem lại niềm tin và sự ủng hộ của người tiêu dùng, đồng thời thể hiện cam kết trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ý thức được trách nhiệm của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động của Nhất Tâm Đường luôn gắn liền với sự đổi mới từ xây dựng, phát triển vùng trồng nguyên liệu đến áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, với mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành dược Việt Nam. Không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm chính là những giá trị mà Nhất Tâm Đường hướng tới để giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh, nâng cao nét đặc trưng và giá trị doanh nghiệp. Mới đây, công ty Nhất Tâm Đường đã đưa một số sản phẩm dịch vụ mới để chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an toàn chất lượng cao, như xông hơi, tắm ngâm thảo dược, xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng cho người bị các bệnh về cơ xương khớp, người tai biến mạch máu não. Với khí thế quyết tâm và tư duy đổi mới về áp dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh, bằng việc tiếp thu khoa học công nghệ mới hiện đại, cán bộ công nhân viên của công ty Nhất Tâm Đường lại tiếp tục cùng nhau tạo ra đột phá, kiến tạo thêm nhiều sản phẩm dược phẩm chất lượng cao, nâng cao niềm tự hào của dược liệu Việt Nam. Từng bước khẳng định sự đúng đắn của chiến lược chăm sóc sức khỏe mà công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Tâm Đường Tuyên Quang đã lựa chọn và hướng tới.